Chào mừng anh em đã quay lại với duytom.com và sau đây là siêu phẩm mọi người mong chờ từ lâu, chiếc Sony A7 Mark IV. Sony là một hãng máy có lượng fan trung thành đông đảo ở Việt Nam. Máy Sony rất chất lượng và có sự mê hoặc riêng rất khó cưỡng. Chính vì thế đây cũng là dòng máy giữ giá một cách kỳ quái. Đến chiếc A7 Mark III đã 4 năm tuổi, lúc ra đời 42 triệu, sau 4 năm không giảm mà lại còn lên 44 triệu thì các bạn đủ biết hàng Sony nó hot như thế nào. Quay lại với Sony A7 Mark IV, về vẻ bên ngoài, chiếc máy to con và cứng cáp hơn so với các chiếc máy Alpha khác. Cái gù nắm cũng to và vừa vặn với tay cầm. Cái hơi buồn là nó không có ký hiệu nào là Mark IV to đẹp ở mặt ngoài của máy để anh em có thể phô trương được. Ta chỉ có thể nhìn thấy cái chữ A7 Mark IV bé tí ở góc vô cùng khuất và mình thật sự là hơi buồn vì điều này. Và đây khi so sánh với A6400 thì ta thấy A7 Mark IV cơ bắp dày dặn và đồ sộ hơn khá nhiều. Về màn hình, A7 Mark IV đã có xoay gập, nó không phải lật lên lật xuống như A7 Mark III nữa. Và chỉ riêng điểm này đã khiến A7 Mark IV hoàn hảo hơn khá nhiều so với các máy đời trước. Ở đây ta có thêm màn che cảm biến, bảo vệ khỏi bụi nước rất yên tâm cho các bạn. Tháo len ra khỏi cái màn này là biết ngay máy chuyên nghiệp rồi. Để bật máy ta gạt nút on off. A7 Mark IV mặc định là máy chuyên nghiệp dành cho dân chuyên, bán chuyên đã có kinh nghiệm. Vì vậy các chế độ của nó cũng rất hardcore. Chỉ gồm có MSAP, chế độ ghi nhớ 123, không có bất kỳ mốt hỗ trợ mới chơi nào cả. Phía trên này ta có tới 3 vòng xoay. Vòng xoay này để chỉnh tốc độ. Vòng xoay dưới này để đổi ISO. Và vòng xoay khẩu ta chỉnh luôn ở trên lens. Ấn nút khóa này ta có thể xoay được vòng xoay EV để chỉnh sáng tối. Còn ở đây cho phép ta thay đổi giữa việc chụp ảnh, quay phim và quay chậm slow motion. Lưu ý là ta phải ấn nút nhỏ ở ngoài này thì mới xoay được. Ngoài ra thì các phím tùy chỉnh C1, C2, C3 được bố trí ở khắp thân máy để ta gán các tính năng tùy ý. Cái mình rất thích nữa là nút joystick ở đây. Nó ngắn một mẩu thôi nhưng mà có nhiều gai không bao giờ trượt tay được. Và nó đẩy lên đẩy xuống rất nhạy. Đây cũng là màn hình cảm ứng để ta có thể bấm chạm trên màn hình để lấy nét luôn. Năm giờ sáng mình bắt đầu khởi hành đi Hà Giang. Đây có lẽ là hành trình thuộc loại dài và vất vả nhất vực khu vực Bắc Bộ. Sau gần 10 tiếng mình mới đến được phố Cáo. Hà Giang đón mình với vẻ đẹp lạnh lẽo, cái rét ngọt khá buốt, mây phủ kín các đỉnh núi. Nhiệt độ lúc này khoảng 10 độ C. Nhân tiện đây, mình tranh thủ chụp vài tấm trước khi lên dốc Thẩm Mã. Và đây là dốc Thẩm Mã trong truyền thuyết thưa các bạn. Dốc Thẩm Mã trước đây là dốc để người dân tộc thường ngựa vì nó rất cao và hiểm trở. Ngày nay đây là con dốc phong cảnh ngoạn mục được dân nhiếp ảnh rất ưa thích. Lên tới nơi mình tranh thủ test ngay màu sắc chụp chân dung của A7 Mark IV. Và phải nói rằng bây giờ ai chê màu da Sony thì mình đấm luôn không trượt phát nào các bạn ạ. Sony bây giờ màu da đẹp và mịn, chắc thuộc loại nhất của nước đất luôn, không kém bất kỳ hãng nào cả. Đây mình để màu sắc gốc vì nói thật là cũng không biết nên hậu kỳ như thế nào với màu chất như thế này nữa. Bạn chú ý tính năng làm mịn da có sẵn trong máy của A7 Mark IV, ta nên để vừa phải hoặc tắt đi, về hậu kỳ cho dễ. Nếu để mức tối đa thì da sẽ hơi bị mất chi tiết một chút. Lúc này mình đợi phơi sáng ở dốc Thẩm Mã thì mây đổ về từng đợt rất dày. Đợi mãi gần 2 tiếng mới có khoảnh khắc trời trong không mây. Và thế là mình phơi sáng chớp nhoáng trong vài phút trước khi đợt mây tiếp theo kéo đến. 8 giờ tối mệt rã rời lê lết về Đồng Văn, đây là lúc tốt để test ISO. Ở ISO 6400 thì đa số nhìn là bảo thôi khỏi test đi vì nó quá là mịn trơn tru thưa các bạn. Lên tới 12800 thì nó vẫn là một đẳng cấp khét lẹt. Thật khó tin là chỉ cách đây vài năm, ISO 12800 ở các máy full frame nó nhiễu sạn gấp 100 lần như thế này. Lên ISO 51200 ta mới bắt đầu thấy hơi nhiễu nhiễu một chút. Tới 102400 hình ảnh mới bắt đầu nhiễu và mất chi tiết nhiều. Như vậy A7 Mark IV xử lý ISO rất bá đạo và cho hình ảnh rất đẹp từ ISO 25400 trở xuống.
về Dynamic Range, cảm biến 33 megapixel của A7 Mark IV hoạt động rất khủng. Đây là tấm ảnh mình chụp ở dốc Thẩm Mã. Vùng tối nó đen xì như vậy nhưng mình thích thì mình cứ hậu kỳ kéo lên thôi. Mà đã kéo là nét luôn, chi tiết rõ một một. Nên anh em đã xài A7 Mark IV thì yên tâm rằng chiếc máy mình có thuộc loại ngon nhất thời điểm này, năm 2022. Ngày hôm sau nhiệt độ xuống 1 độ C, kèm mưa và gió rất buốt. Tuy nhiên chính điều này lại đem đến một vẻ đẹp rất riêng của Hà Giang. Có lẽ cũng chỉ có dân nhiếp ảnh mới điên rồ đi chơi trong thời tiết kinh khủng như vậy. Đi đến phố Bảng, mình bắt gặp một cái cây chắc phải đến vài trăm năm tuổi, vừa to vừa hùng vĩ siêu khủng. Mình nghĩ những gốc cây khổng lồ như thế này đều rất là linh thiêng. Cảnh vật ở phố Bảng rất bình yên và dễ chịu. Cuộc sống vùng cao bình dị có màu sắc rất đẹp. Mình thấy may mắn khi mang A7 Mark IV theo. Phải tầm cỡ như A7 Mark IV mới ghi lại được đầy đủ những gam màu rực rỡ ở nơi đây. Tiếp tục đi sâu vào trong, trời mưa nặng hạt, vô cùng lạnh. Đã thế đi qua đôi trâu này, thế đẹp quá đỉnh đứng lại chụp, mà con trâu đen nó rửa cho té khói luôn các bạn ạ. Ngày hôm sau nhiệt độ xuống đúng 0 độ C, trên các cành cây các giọt nước bắt đầu đọng thành đá. Băng giá phủ kiến trên núi, cái lạnh tê tái khiến mình thật sự không muốn chui ra khỏi nhà luôn. Trên đường về mình rẽ qua núi đôi Quảng Bạ nổi tiếng, trời vẫn mưa to nhưng với A7 Mark IV thì mưa kể mưa, chụp vẫn phải chụp các bạn ạ. Về đến Hà Nội là 10 giờ đêm, sau khi nghe nói ngày mai sẽ xuống dưới 0 độ, team mình quyết định đi luôn để săn tuyết. Cơ hội không thể bỏ lỡ, mặc dù sau 3 ngày đi cả nghìn cây số, cả team vẫn miệt mài ngược lên Sapa ngay trong đêm. Sáng sớm đoàn đã đến Sapa, trời mưa vô cùng lạnh với biển mây khắp nơi, sương giá bao trùm đất trời. Rất tiếc là dù lạnh đến như vậy cũng chỉ có băng giá mà thôi, không có một hạt tuyết nào cả. Giữa thời tiết lạnh âm độ, team lôi A7 Mark IV ra chụp vài tấm rồi lại ngược về, kết thúc hành trình vất vả nhất từ trước tới giờ. Về hệ thống AF, A7 IV có một menu riêng luôn, có màu tím. Ta có thể chọn vùng lấy nét với rất nhiều lựa chọn khác nhau. Với tính năng lấy nét vào mắt và mặt, Sony dành riêng một tab với vô số tùy chỉnh, trong đó có thể chọn lấy nét vào mắt người, thú hay là chim, rất thông minh thưa các bạn. Nói chung là ở thời điểm này đã đến giai đoạn chiếc máy không chỉ chụp đẹp mà còn thông minh và hỗ trợ tối đa cho người dùng. Và sau đây là tốc độ chụp liên tiếp của A7 Mark IV. Về hệ thống menu, A7 IV đã có sự cải tiến so với đời trước. Hệ thống menu rõ ràng, trực quan hơn, không còn tình trạng người dùng lạc lối giữa 100 cái setting cùng một lúc nữa. Các tính năng phụ trợ của A7 IV gồm chụp bracketing, đây là chụp timelapse, bạn sẽ phải ghép lại bằng phần mềm. A7 Mark IV cũng có chống rung sẵn trong máy luôn. Về kết nối, A7 Mark IV có cả Bluetooth, Wi-Fi, kết nối với FTP hoặc là kết nối với máy tính. Bạn có thể điều khiển máy ảnh bằng điện thoại thông qua app như thế này. Về quay video, ta quay sang chế độ video ở đây. Nút quay là nút này. Các định dạng video gồm quay 4K thường hoặc định dạng nén mạnh hơn HS4K sử dụng HEVC codec hoặc SI4K sử dụng thuật toán nén intra. Khả năng quay lên đến 500MB một giây, 4:2:2 10 bit màu. Và sau đây chúng ta cùng xem các clip 4K rực rỡ của A7 Mark IV. Thank you.
Về thẻ nhớ, máy dùng hai thẻ nhớ SD tốc độ cao, bạn nên dùng loại giá khoảng 2 triệu 3 một thẻ 64GB thì mới đủ để quay phim 4K chất lượng cao nhất. Mình dùng loại 500.000 thì chỉ quay được 4K thường mà thôi. Còn đây là lỗ cắm nguồn điện. Dưới này là để cắm tai nghe. Đây là sạc điện qua cổng Type-C và kết nối ra máy tính. Và cuối cùng đây là cổng HDMI. Và nói tóm lại, nếu các bạn cần một chiếc máy đa dụng có chất lượng cao nhất hiện nay, tính tới 2022 thì hiển nhiên A7 Mark 4 là lựa chọn không có gì phải bàn cãi. Màu sắc máy rất đẹp, chi tiết, sắc nét. A7 Mark 4 sẽ còn hot trong ít nhất là 5 năm nữa. Bạn lưu ý cần có trình độ nhất định trước khi bỏ cả 100 triệu để mua combo này, vì đây là chiếc máy chuyên nghiệp, không dành cho người mới chơi chưa biết gì. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.